Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì shop sẽ lên một cái video gồm 5 cái mẫu dây. Đấy, một chuỗi 5 mẫu dây nhé, để cho mọi người tham khảo. Đây là những cái mẫu dây mà khách bên nhà mình thường xuyên là đặt và cũng khá là đẹp nhé. Thì mình sẽ lên từng mẫu một để cho mọi người tham khảo. Mẫu đầu tiên thì sẽ lên cho mọi người ngay sau đây là một cái mẫu dây mắt nật, dây đúc nhé, dây đơn. Đấy, đơn đúc cái này thì nhỏ nhé mọi người nhé, dành cho những anh em mình thích đeo nhỏ. Cái này thì trọng lượng là 1,5 cây và khóa thì khóa hộp. Đấy, khóa hộp thì nếu như anh em nào mình thích cái dòng dây khoen lật đó và thích nhẹ nhàng thì mọi người đặt cái mẫu này. Đấy, mẫu này là mẫu dây đơn đúc rất là đẹp luôn. Trên cái mặt của nó là nó có đường vân. Đấy, có những cái chấm vân nhé, nó tạo cái điểm nhấn cho dây và cái bản ngang của nó chỉ tầm độ 1 phân thôi. Đấy, 1 cm thôi mọi người nhé. Thì anh em nào mình thích cái mẫu dây khoen lật và thích đeo nhẹ nhàng nhỏ thôi thì mọi người đặt sang cái mẫu này. Đấy, đây là một cái mẫu làm mình làm hàng 99 cho khách, rất là đẹp. Và đặc biệt cái dây này bé nhưng mà mình vẫn cố gắng làm khóa hộp cho mọi người, bởi vì bạn ấy rất là yêu thích khóa hộp. Đấy, bạn ấy muốn làm mình gọi là cố gắng làm cho bạn ấy nhé. Thì thường là khóa hộp thì tầm độ 2 cây trở lên thì mình mới làm, còn làm hơn 1 cây như này thì nó sẽ rất là khó. Đấy, nhưng mà mình cố gắng làm cho bạn này bởi vì bạn ấy thích. Đấy, thích khóa hộp. Thì đây là cái mẫu dây đầu tiên nhé, mẫu dây số 1 này. Đây là dây đơn đúc, đấy, đơn vân. Thì sẽ dành cho những anh em mình thích nhỏ nhé, thích những cái mẫu nhỏ nhẹ nhàng và thích cái dòng dây mắt nật và nó có cái điểm nhấn một chút thì mọi người đặt cái mẫu này. Đấy, đây là cái mẫu dây thứ nhất này. Mẫu dây thứ hai tiếp tục gửi đến mọi người là một cái mẫu dây vảy rồng. Mẫu dây vảy rồng thì là một cái mẫu dây gọi là gần như là anh em nào mình cũng thích rồi, bởi vì nhìn nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là đẹp mọi người nhé. Mẫu dây vảy rồng là cái dòng dây thân tròn. Cái dòng dây thân tròn và cái thiết kế dây ở đây nó chính là những cái mắt vảy. Đấy, những cái mắt vảy nối xếp với nhau như này, nhìn cực kỳ là bắt mắt. Và đặc biệt ở đây thì nó rất là cá tính bởi vì nó có hai cái đầu rồng. Đấy, có hai cái đầu rồng như này mọi người nhé. Thì với cái mẫu dây này thì các bạn thích làm đầu rồng cũng được và không thích làm đầu rồng thì cũng chuyển sang cái đầu bọc nhé, thì nó sẽ gọn gàng hơn. Còn bạn nào mình thích cá tính, đấy, thích đẹp thì mọi người lắp cái đầu rồng như này thì cũng sẽ rất là ok. Mẫu này thì mọi người có thể là đặt được cả lắc tay, đấy, cả dây chuyền và lắc tay mọi người nhé. Đây ví dụ như đây là một bộ mình làm cho khách này. Đấy, cả dây chuyền cả lắc tay luôn thì cũng sẽ rất là ok. Và cái này rất là dễ đặt hàng, mọi người đặt từ 1 cây trở lên được. Đấy, riêng cái dòng dây vảy rồng này thì mọi người có thể là đặt là trọng lượng tùy thích được, ví dụ như là 1 cây, 1,5 cây, 2 cây, 2,5 cây đều được hết nha mọi người nhé. Đấy, riêng cái dòng dây vảy rồng này là rất là dễ đặt hàng về trọng lượng này. Còn ví dụ như cái dây này chẳng hạn như thế thì khó này. Những cái dây hàng đúc là nó theo khuôn, đấy, nó theo khuôn mẫu mọi người nhé. Ví dụ như là cái này thì mình hiện tại là mình đang có một cái cỡ này thôi là hơn 1 cây, còn cũng cái dạng như này nhưng mà to hơn thì nó khác một chút. Đấy, thì cái dòng dây đúc thì nó phải có khuôn mẫu mới làm được. Còn cái dòng này thì dòng dây rồng này thì các bạn đặt nẻ được nhé. Đấy, thì đây là mẫu dây số 2 này. Đó, mẫu dây số 2 là mẫu dây vảy rồng cũng rất là đẹp này. Tiếp tục gửi đến mọi người một cái mẫu dây thứ 3 mà khách bên nhà mình cũng rất là yêu thích, đó là mẫu dây xích hộp. Mẫu dây xích hộp hàng tay. Đấy, thì đây là một cái mẫu mà kiểu dạng xích nha mọi người nhé. Xích hộp mà 6 cạnh này. Đấy, rất là dày, bản của nó vô cùng là dày luôn. Cái dây mình đang quay cho mọi người xem đây thì trọng lượng là 2,1 cây. Đấy, dây này thì mình nhận làm trọng lượng từ 1,5 cây trở lên nhé. Đấy, dây này thì đeo nó có cái ưu điểm là nó rất là nhẵn này. Đấy, nhẵn và sẽ sạch hơn những cái dòng dây khác. Đặc biệt ở đây là cái mẫu dây này thì có thể làm được cái khóa hộp tròn. Đấy, khóa hộp tròn như này mọi người nhé. Đấy, thì nó nhìn nó sẽ kiểu cách hơn và nó sẽ gọn gàng hơn. Đấy, thì bạn nào mình thích cái dòng dây khóa hộp và thích những cái khóa mà nó lạ lạ một chút thì mọi người sang cái dòng khóa mà tròn như này. Đấy, khóa hộp tròn như này nhé, thì mình sẽ làm cho mọi người. Cái khóa hộp tròn thì nó cũng sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Nó gồm 2 khóa phụ nhé. Khi mọi người sử dụng thì các bạn cho vào, đấy, cho vào cái nẫy của nó nhé. Xong là mình bóp 2 cái khóa phụ 2 bên vào là xong. Đấy, thì đây là một cái mẫu dây mà mọi người có thể đặt từ 1,5 cây trở lên nhé. Đấy, to thì tầm độ 7 cây, hơn 7 cây thì mình làm được cho mọi người mẫu này. Đấy, đây mẫu này là mẫu thứ 3 và cũng khá là đẹp và cũng rất là dễ đặt hàng. Mọi người có thể đặt lẻ nhé, 1,5 cây, 2,5 cây, 3 cây, 4 cây đều được. Đó, và một cái mẫu dây thứ 3 cũng rất là xuất sắc luôn. À, mẫu dây thứ 4 rất là xuất sắc luôn, đó là một cái mẫu dây ống. Một cái mẫu dây ống có thiết kế ở đây là một cái mắt nhé, mắt dài hình lập phương. Đó, và kết hợp với lại 3 cái mắt đốt ngắn.
đấy, ba cái đốt cong ngắn nhé. Thì cái dây này nói chung là cái thiết kế của nó rất là hài hòa, rất là hài hòa, và cái điểm nhấn ở đây nó chính là cái mắt mắt dài này, cái mắt lập phương này đó, và trên cái mắt này nó có cái họa tiết nhé, đấy nó tạo cái điểm nhấn cho cái dây đấy, nhìn vô cùng là đẹp luôn, nhìn vô cùng là đẹp người nhé. Đấy, thì đây là cái mẫu dây thứ tư này, bạn nào mình thích cái dòng dây ống đeo nhìn nó khỏe đẹp và trẻ trung thì mọi người tham khảo cái mẫu này. Mẫu này trọng lượng là tầm độ 3,4, độ dài là 5,58 nhé, 57-58 cm. Còn bạn nào mình làm dài hơn thì nó sẽ nặng hơn, hoặc làm ngắn hơn thì nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì là cái sản phẩm hàng đúc là theo khuôn mẫu, độ to của dây là không đổi nhé. Đấy, chỉ thay đổi được chiều dài thôi, dài ngắn thì nó cái trọng lượng nó sẽ xê dịch hơn một chút. Đấy, thì đây là cái mẫu dây rất là đẹp, phù hợp với lại mọi đối tượng luôn người nhé. Đấy, già trẻ đều đeo được cái mẫu này hết, vô cùng là đẹp. Đấy, đeo rất là trẻ trung và cực kỳ là ok. Đấy, mẫu này rất là ok luôn mọi người nhé, đeo lúc nào nó cũng rất là suông dây, đeo lúc nào nó cũng sẽ rất là suông dây và đẹp như này. Đấy, thì đây là mẫu dây thứ tư này. Đấy, mọi người thích thì các bạn chụp lại nhé, chụp lại mẫu, và cái này mình cũng đã có video riêng ở trên kênh rồi, mọi người tìm xem nhé. Đó, và một cái mẫu dây cuối cùng lên cho mọi người là một cái mẫu dây ống rồng rất là to, to khủng mọi người ơi. Dây này thì trọng lượng là hơn 5 cây. Đấy, hơn 5 cây, độ dài là cái này độ dài là 5,6-5,7 nhá, 5,6-5,7 cm ấy. Đấy, còn anh em nào mình dài hơn tầm độ 60-65 thì nó sẽ tầm độ 6 cây, trên 6 cây. Đấy, thì đây là những cái mẫu dây mà, đây là một trong những cái mẫu dây mà sẽ phù hợp cho những anh em mình thích cái dây có thiết kế hình hình rồng. Đấy. Cái đốt này là của nó là thiết kế hình hai con rồng. Đây mình gọi là đốt dây ống rồng nhá. Đấy, dây song rồng. Đấy, đốt song rồng rất là đẹp luôn, nó tạo cho cái dây nó có cái điểm nhấn vô cùng là đẹp và bắt mắt. Đặc biệt ở đây là thiết kế của nó cũng rất là hài hòa, và kết hợp giữa cái đốt rồng và ba cái đốt ngắn nhé, đốt cong ngắn này. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Thì anh em nào mình thích to hoành tráng thì mọi người tham khảo cái mẫu này. Đấy, mẫu này thì nếu như mà muốn thích to hơn nữa thì mình cũng có cái cỡ tầm độ 10 cây. Đấy, anh em nào mình thích chơi hàng khủng thì có thể là liên hệ mình sẽ gửi mẫu và tư vấn cho mọi người. Còn ví dụ bạn nào mình cũng thích dòng dây ống mà có thiết kế họa tiết hình rồng thì mình cũng có cỡ bé hơn. Đấy, cỡ tầm độ 2-3 cây để tư vấn cho mọi người nhé. Đấy, nói chung là bên nhà mình là mình chuyên cái sản phẩm hàng đặt, chuyên làm hàng gọi là đặt theo đơn ấy, thì sẽ có rất là nhiều mẫu để tư vấn cho mọi người. Và trước khi mọi người mua hàng thì mình sẽ tư vấn kỹ theo cái nhu cầu nhé. Đấy, theo nhu cầu sở thích, sau đó mọi người chốt mẫu thì mình mới làm. Đấy, cái mà ưu điểm rất lớn của cái hàng đặt là như vậy. Và cái quan trọng ở đây là sẽ là bạc đẹp. Đấy, cái tiêu chí quan trọng nhất ở đây là bạc đẹp cho mọi người. Đấy, thì để cho mọi người đeo nó yên tâm nhé, và sở hữu được cái sản phẩm nó thực sự là có chất lượng. Đấy, thì đây là năm cái mẫu ngày hôm nay là đều là bạc đẹp hết, mình làm cho khách nhé, thì quay để cho mọi người tham khảo. Đấy, để các bạn lựa chọn nhé. Đấy, mọi người có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé, qua cái số điện thoại ở dưới. Đấy, thì mình sẽ gửi mẫu qua Zalo nhé. Đấy, qua Zalo số đó luôn, để cho mọi người tham khảo và tư vấn cho các bạn luôn. Đấy, thì các bạn hãy lưu cái kênh của mình lại nhé, các bạn đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo, những cái video tiếp theo mình sẽ quay cho mọi người xem hàng ngày luôn. Đó, thì đây là 5 cái mẫu dây nhé, ngày hôm nay là mình quay giới thiệu một cái video tổng hợp này để cho các bạn dễ hình dung so sánh giữa các mẫu dây, để mọi người có cái tham khảo, để các bạn có quyết định đặt hàng cho nó dễ nhé. Đấy, thì mình đọc lại thứ tự 5 mẫu dây này. Mẫu dây thứ nhất là dây đơn này, dây đơn đúc là có trọng lượng tầm 1,3 đến 1,5 cây tùy theo độ ngắn dài. Đây là dây vảy rồng nhé, dây này thì là tầm độ 3 cây này. Đấy, 3,2 cây. Dây xích hộp đây là tầm độ 2,1 cây này. Đấy, dây ống này là 3,4 cây này, và cái dây ống rồng to nhất này là tầm hơn 5 cây. Đấy, thì anh em mình hãy tham khảo nhé, tham khảo cái kênh của mình. Đấy, và mọi người nhớ đăng ký kênh nhé. Đấy, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mình sẽ quay mẫu cho mọi người xem hàng ngày. Đấy, bên nhà mình là mình có những cái sản phẩm hàng thiết kế cho nên mẫu rất là mới đẹp. Đấy, thì rất là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh cho mình nhé. Và một lần nữa là mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Kính chào tất cả mọi người.